Hello cả nhà, theo dõi cái em quay vô YouTube subscribe em nha, có gì sai sót cả nhà bỏ qua nha. Em cũng ít quay lắm, ngày hôm qua em có quay ở vườn nhà em bỏ vô dưa leo đồ, bữa nay nè cả nhà thấy không, em làm vườn cũng có một mình, mà bữa nay em dọn sạch cái rau húng này với lại đống rau giáp cá mà cả nhà thấy không, em trồng bón phân nè. Mà bây giờ người cũng có người cho ăn hết, bây giờ em phải cắt là em phải bỏ nè, bây giờ không có ai hết á. Em sẽ ở đây chỗ dùng em ở không có người Việt Nam đông, có là cũng có anh chị em, cũng số anh chị em mà bây giờ Covid-19 nè, bữa nay ngày 12 tháng 7, mọi người chủ nhật có số người họ cũng đi làm, mà nhà ai cũng trồng rau ở đây cũng ít dùng, em ít người Việt Nam ở lắm. Em thích ăn rau giáp cá, rau húng thì cũng ít thích lắm, cho nên nó già rồi, nó rất là già. Bữa nay em phải ra em cắt rồi em cho nó mọc lên cái đám khác, chứ để nó già quá không có ngon đó. Bữa nay em ra em làm vườn, nhà thấy không? Trồng lên từng cái tay, từng cái mình bỏ phân bỏ đất mà rốt cuộc bây giờ em phải hốt em đi bỏ nè, em đi bỏ ngoài rừng mới thấy em bỏ nè đó. Đó em hốt em đi bỏ đó, mọi người thấy không? Làm không trồng đã rồi ăn không có hết. Năm nào cũng vậy hết á, em cũng bỏ hết á. Giờ bỏ Việt Nam mình đi mua không có, có người họ đi mua ăn, mà cái rau này cũng mắc lắm, rau thơm mà không biết để làm cái gì đây. Rau này chỉ có ăn sống thôi mà không ăn rồi đâu có ấy đâu, cho nên bây giờ em phải hốt rất là nhiều luôn á, nhiều dữ lắm. Em dọn cái vườn em cắt hết, em sẽ cắt hết, em bỏ hết cho nó nứt ra cái khác, nó non mình ăn đó. 3 tuần là nó sẽ nứt ra. Bây giờ em phải gom hết cái đống này đó cả nhà thấy không, giờ đi bỏ đó, trồng xong rồi bắt đầu gom đi bỏ đây đó, thấy không, bỏ gì đó, cắt rồi bỏ. Rau gì cũng vậy, ăn không có hết là phải cắt bỏ, không có đâu có ai cho, nếu mình cho thì mình cũng làm công đức cho mọi người ăn, mình cũng không có tiếc, nhưng mà không có ai đó. Cả nhà thấy không, em làm dưa leo 70 bụi dưa leo, em mới bắt cái vàng, mới em mới cột dây rồi vô nè đó, lên nè, chưa tưới nước bây giờ. Rau cái này em trồng trong chậu ngày hôm qua em nói mọi người đó, cho nên bây giờ em thấy cái bà chị bạn mới góp ý em là thôi đem ra ngoài đất đi, trồng đi thử thứ như thế nào. Em lấy cái chậu bứng ra vào đây luôn, em bỏ đất xuống là trồng thử thứ sao, trồng một cây thử trước, nếu cái nữa nó tái sinh mà tốt á thì mình bứng 2 cái kia vô ra luôn mình trồng. Bữa nay em làm không, ở nhà thấy không, bữa nay làm rồi cắt rồi bắt đầu em đi tưới phân, em bỏ phân mấy dưới bầu đó, ở dưới bầu á, phân này phân mình bỏ rau này thấy không cả nhà, lên food nè, bỏ dưới gốc, cái này không có hại đâu. Cả nhà mình ở Việt Nam ai mà vô coi YouTube ở Mỹ thì họ biết, nhưng mà Việt Nam sợ đuôi hồi họ nó nghĩ hại, cái này mình bỏ là cho nó sinh trưởng cái ấy, không có hại gì hết, không có tác hại, thì mà mình xịt thuốc bổ trên nè, cái này mình bỏ dưới gốc á cho nó tốt đó, cho nó ra trái ra nụ, 2 tuần bỏ một lần như trong cái này đó. Phân này ở nhà em thì trồng cái loại phân này không mà nó rất là tốt luôn, bỏ nó tốt lắm đó, rất là tốt luôn. Cho nên bây giờ cây rồi tụi em cũng tưới phân đây, dưa leo nhà em trồng rồi mai mốt là không hết là em sẽ làm dưa, làm dưa mắm, em sẽ nấu mắm, tại vì ăn có hết dưa thì em nấu mắm, em trồng một cái loại dưa mắm đó, cho nên ăn hết là trồng mắm.
nên bây giờ mình sẽ đi tưới mấy dặm mấy cái rau mấy đồ á, bỏ xuống. Dưa leo là ngày hôm qua em cho mọi người thấy mà mới có một đêm thôi đó, bây giờ là nụ nó đang có lớn rồi, thấy không? Cũng dài rồi sao kiểu cái này cái một nứt một trái, một nứt một trái này, các nhà thấy không? Nghe rất là tốt, em cắt tỉa nhánh hết đó, cứ một nhánh á, một nứt á là một trái, nhánh nào cũng vậy hết. Cái này thì em trồng lứa sau thì chưa có trái, mà lứa trước á thì có trái, chắc em hái lứa đầu tiên, có nghĩa là bây giờ nó có cái cây nào cũng có nụ hết. Cứ một cái này lát nữa xe em có sẽ cục dây nó vô nè, có nụ hết đó, sẽ nước à, mấy con ong nó sẽ thụ phấn. Cho nên em đang cột. Có cái gì mà để đứng phôi. Có cái máy dây nó ra nó cao á, hồi nãy cột mới rồi không để ý cái dây này. Cái này nó cái là cái cột bên đây để cho nó xà xuống gãy nó. Rồi em sẽ cột. Cái gì nó cũng có hết. Rau này còn hai tuần nữa là ăn. Con cái đắng họ để bự, em sẽ chiết ra một nửa cương lên đó. Chiết ra nửa mình trọng sẽ lấy bẹ mình nấu canh, còn một cái này là mình để ăn sống đó, em ăn ương nó nứt ra. Này em ăn hai lần hai đợt rồi. Bây giờ hả, đi tưới phân. Ở nhà thấy không, mình ăn không có bao nhiêu mà ở nhà thì thích làm vườn vậy đó, tự không có đi làm, cho nên ở nhà chăm bón cây rau quả đó, trồng đủ hết. Mình sẽ tưới dưới gốc á, thấy gốc là cho nó tốt, hai tuần tưới một lần, bởi vì cây nó đang bây giờ phát triển là mình bỏ một chút phân nước xuống, mình tưới dưới gốc nó. Cái phân này nếu mà mình trước khi ăn mình phải để 2-3 tuần còn mới ăn được, bởi vì mình tưới á nó thấm. Qua em tưới dưới gốc qua, tại vì hôm qua em mới trồng á, hôm qua mới cắt là bây giờ em phải cho chút dặm chút phân xuống dưới cho nó tốt cái gốc, nó tốt lên nó cái sung. Đây bỏ ở đây đó. Nhà có hai đứa con mà nó không có ít ăn rau Việt Nam lắm, hai đứa nó lớn rồi, đứa nào cũng hai mấy tuổi rồi, mà con ở Mỹ này nè nó khác với con Việt Nam mình đâu. Chết rồi, gãy nhánh rồi, cái nhánh này gãy rồi, thôi không có duyên, không phải chịu, gãy rồi. Em luồn cái đọt nó vô mà nó bò ra hoài đâu có được, nó bò lên đây, bò lên mất, không cho nó
vàng. Giờ nó mới có một nụ à. Này hôm qua này em trồng được mấy tuần à? À, 3 tuần, hơn 3 tuần. Giờ có bông. Giờ trái tỉa dưới gốc hết. Cũng không có hết, em cũng cắt mà không biết làm gì đâu. Rồng ăn ngày nào cũng ra trong bán hết, và lúc cuộc ăn hết cuộc cũng cắt bỏ. Chứ bây giờ sao mình ăn hết mà để già cũng già, bỏ phân là ok. Bye cả nhà nha, vô ủng hộ, nhớ vô ủng hộ kênh của em Duy Thức Tâm Sinh Khỏe. Rồi cả nhà mình ủng hộ em, thích thì nhấn subscribe cho em cho một cái like nha. Ok, bye cả nhà nha. I love you. Bye.